chùa pháp đó về Việt Nam và sẽ đi với chúng tôi. Của biệt thự xây dựng các cửa của Pháp ngày xưa và có khu phố xây dựng các cửa cổ ngày xưa của Việt Nam, chúng ta gọi là khu phố cổ và khu phố Tây, với những biệt thự nho nhỏ xinh xắn và có cả khu nhà truyền thống dành cho những người nào thích lịch sử của nước Việt Nam. Được trồng rất nhiều các loại cây, đầy màu sắc.